nếu trong năm nay tôi không có mất, tôi sẽ bỏ nghề, tôi sẽ không tiếp tục hoạt động. Thì với tư cách là một người làm nghề lâu năm thì anh nghĩ gì về cái này? Tôi chắc không thể anh không trả lời được. Được. Tôi nghĩ tí, chờ anh nghĩ chứ sao. Có nghĩa đấy là giết hả? Thôi thì anh cũng không cần hỏi là bạn đấy là ai, hay ca sĩ chắc là một người mới. Thật ra là qua cái câu bạn hỏi thì Hà Anh Tuấn cảm nhận cái áp lực. Cái áp lực cho những người mới vào nghề. Hà Anh Tuấn cũng đã từng như vậy. Thật ra chúng ta luôn luôn chờ một bản hit để thay đổi sự nghiệp của mình, nhưng mà đến bây giờ khán giả thì hay nói rằng là bài đấy bài kia của ca sĩ Hà Anh Tuấn là hit, thì Tuấn thì chả, Tuấn không có cảm nhận rõ lắm về cái chữ hit của mình. Hoặc là thậm chí khi mình tạo ra một sản phẩm âm nhạc, mình cũng không đặt tiêu chí nó là hit. Tất nhiên có thể sống dài, có thể đem nó đến với nhiều công chúng là may mắn và thành công cho một tác phẩm âm nhạc. Thế nhưng mà nếu không thì có nghĩa là chưa. Miễn là mình xác định là chưa, chứ mình được xác định là không bao giờ. Bởi vì con đường âm nhạc phải xuất phát từ chính bản thân của mình, có nghĩa là mình phải làm vì bản thân mình. Mình thích cái bài hát đó, mình thích cái hát, những tác phẩm như thế. Hoặc là mình đặt rất nhiều cảm xúc cho nó. Thì khi kể cả nó không được thành công như mình mong đợi, thì mình vẫn là người hạnh phúc. Còn hơn là mình phải hát một cái gì đó mình không thích. Mình hát không thích nhưng trên sân khấu mình lại bảo là mình thích, thì cái đấy khổ hơn. Cái đấy rất khổ, Hà Anh Tuấn đã trải qua cảm giác rồi. Thế nên là luôn luôn đặt chính bản thân mình làm trung tâm của một quyết định hoặc là một cái sự phát triển trong sau này. Đừng quá phụ thuộc và đừng có tạo áp lực cho bản thân mình một cái chữ hit. Bởi vì hit bây giờ không có hit nào là dành cho tất cả mọi người. Luôn luôn có một ai đó đang chờ mình nghe mình hát, thế thì phục vụ đúng cái đối tượng đấy là hạnh phúc. Dạ, anh có nghe nhạc Bolero không ạ? Có nghe. Anh nghĩ thế nào nếu có nhận định là Bolero là dòng nhạc sân số và rẻ tiền? Hình như là Hà Anh Tuấn cũng có chia sẻ một lần với kênh của mình là bất cứ dòng âm nhạc nào mà công chúng đã lựa chọn để yêu để nghe, bởi vì nó là cuộc đời của công chúng. Cuộc đời nó bao gồm cả ký ức, bao gồm cả con người, bao gồm cả nhịp hơi thở hàng ngày này. Thế thì không có cái thứ âm dòng nhạc nào là xến xúa là rẻ tiền. Nó chỉ khác nhau cách làm. Quay trở lại cái câu trả lời phía trước là nếu như ta hát thực sự ta yêu Bolero hay bất cứ dòng nhạc nào ta hát, và ta đầu tư âm nhạc, đầu tư cho cách trình diễn một cách trân trọng, chân thành, thì khi đó dòng nhạc nó có giá trị. Không có dòng nhạc nào rẻ tiền cả. Ngày xưa khi Hà Anh Tuấn mới lớn, Hà Anh Tuấn cũng có thoáng nghĩ tại sao người ta lại nghe cái dòng nhạc này, tại sao người ta nó không sang trọng như mình tưởng tượng. Thế nhưng mà Tuấn thì Tuấn nghĩ là đấy, câu trả lời là không có âm nhạc thấp cấp rẻ tiền, chỉ có người làm âm nhạc không có tâm thôi. Không rồi đúng không Tuấn? Dạ. Chương trình bắt đầu rồi đấy.